Nói tiếp theo trong Đệ Tử Quy nói Đối với cha mẹ thì Tăng ba năm thường thương nhớ Nếu như hiếu tử thường hay bi thương quá mức Chẳng phải rất dễ ưu sầu Mà thành bệnh hay sao Nếu bạn ưu sầu thành bệnh Thì cha mẹ bạn sẽ bất an Bạn sẽ thành đại bất hiếu rồi Điều này bạn phải biết Đây là thời đại nông nghiệp ngày xưa xã hội vô cùng an định thời đại đó phương thức sinh hoạt đều rất chậm rãi từ tốn không như xã hội hiện nay đệ tử quy là do người mấy trăm năm trước viết ra hiện nay bạn phải hiểu tinh thần của nó hiểu được nghĩa chính của nó phải vận dụng linh hoạt trong xã hội hiện đại Không được chết cứng trên văn tự Chết cứng trên văn tự thì bạn học sai rồi Phải nên linh hoạt Đoạn này không nhất định là Tan ba năm Đối với cha mẹ đã qua đời Có tâm buồn thương Có tâm tiếc nhớ Vậy là được rồi chứ không phải là nhìn thấy cha mẹ chết rồi còn cảm thấy chết là tốt, sao không chết sớm hơn một chút. Vì sao vậy? Muốn tài sản. Hiện tại phiền phức, hiện nay chúng tôi nghe nói ở nước Mỹ có đứa bé chưa đến 10 tuổi nói với cha mẹ của nó là tài sản của cha mẹ tương lai đều là của con. Cha mẹ nó nghe thấy đều ngẩn người ra, làm sao nó lại nói ra những lời đó chứ? Là học được trên truyền hình, học trên internet Cho nên hiện nay rất nhiều thanh niên Giết chết cha mẹ mình Vì sao vậy? Muốn chiếm tài sản Giống như năm trước vậy Chúng tôi xem thấy một tin tức Ở trên báo chí Có đồng tu cắt ra Đến nói với tôi Ở Tứ Xuyên có bé gái 13 tuổi Muốn mua một cái điện thoại di động Có lẽ cha mẹ không chịu mua cho nó Nó đã giết cha mẹ của mình Nấu đồ ăn cho cha mẹ ăn Bỏ độc dầu trong đó Sau khi hai người chết rồi Nó đi lãnh tiền bảo hiểm Tiền bảo hiểm chỉ có hơn 10.000 nhân dân tệ Nó không biết đây là sai Cũng không biết đây là có tội Bạn nói như vậy có nguy hại không? Vì sao mới phá được vụ án này? Chúng ta ở trong thời đại này Đối với tàn của cha mẹ vào ngày dỗ hàng năm có à, thể làm lễ kỷ niệm làm ra một tấm gương tốt cho đại chúng trong xã hội giáo hóa đại chúng xã hội biết là không thể quên ân của cha mẹ như vậy là được rồi phải hiểu cái ý nghĩa này